Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự buổi gặp mặt cán bộ, nhân dân, cử tri tỉnh Hưng Yên. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, các đồng chí Thứ trưởng và tương đương, các đồng chí cấp tướng trong lực lượng công an và quân đội là người con quê hương Hưng Yên. Về phía tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Thường trực tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các tầng lớp nhân dân và các cháu thiếu nhi đã chúc mừng và tặng quà Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp đó, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên Đặng Văn Cảo và anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ du kích Hoàng Ngân Trương Thị Tám đã phát biểu chúc mừng đồng chí Tô Lâm, người con của quê hương Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch nước dành cho tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Trong không khí của buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu cảm ơn tình cảm tốt đẹp của cán bộ, các tầng lớp nhân dân và cử tri Hưng Yên đã dành cho đồng chí. Đồng chí tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc như ngày hôm nay. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Chủ tịch nước chúc các cháu thiếu nhi của tỉnh mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Chủ tịch nước ghi nhận sự cố gắng của Đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân của tỉnh Hưng Yên trong phát triển kinh tế xã hội, đoàn kết trong Đảng bộ để đưa Hưng Yên có tốc độ phát triển nhanh, vững chắc trong những năm gần đây, đặc biệt là những kết quả trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho tỉnh Hưng Yên và tặng quà cho Quỹ khuyến học của tỉnh. Thông tin chi tiết về buổi gặp mặt giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và cán bộ nhân dân tỉnh Hưng Yên, chúng tôi sẽ thông tin trong các bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.